Hello và xin chào tất cả các bạn khán giả của Quý Côn Forkit TV. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục series cầm 20k để đi siêu thị nhé. Và cùng xem là với 20k thì mình sẽ mua được gì nhé. Ok, let's go. Và cuối cùng thì mình cũng đã mua được rồi đây. Hôm nay thì mình đã mua về hai cái, gọi là gì ta, hai cái hộp thẻ Pokemon TCG đây, Soul Silver Astro Radiant nha các bạn, vô cùng xịn sò luôn đó. Có hình của em Raikou, có bên này là hình của Charizard và Venusaur, quá đẹp luôn. Ở đây người ta có ghi là tên sản phẩm này là đồ chơi trẻ em. Rồi thì nhà sản xuất là của Wang Zhu, chắc là bên Trung Quốc rồi. Đấy, có địa chỉ và các thứ nhá. Xuất xứ Trung Quốc này, dùng cho trẻ em trên 3 tuổi. Và giá là 10.000 mỗi hộp, tổng cộng là 20.000 nha các bạn. Thì cái video này là chỉ dành cho hai cái hộp này thôi. Còn cái bịch ở dưới mà các bạn có thể xem trong video ấy thì tạm thời chúng ta chưa nhắc đến nhá. Ok. Rồi, ở đây thì cũng có một vài cái thông tin tên của những em Pokemon. Charizard V Star. Đó, không biết là có trong này hay không. Ok, thì bây giờ cùng mở nhé. Thì nói luôn các bạn là đây là bài Pake, bài Fake thôi. Nên là giá nó rẻ như vậy. Thì cùng xem là với 20.000 thì mình sẽ có những cái lá bài nào trong siêu thị ha. Ok, kết rồi. Cái tỷ lệ kích thước hình như là bằng với bài thật đấy các bạn. Wow, chúng ta có lá đầu tiên Entei V. Đương nhiên là nó không có hiệu ứng gì kì, không có một cái hiệu ứng gì luôn. Tiếp theo chúng ta có Golduck, Gatron, mà mình thấy là bài in cũng khá là sắc nét đấy, 2022 luôn này. Đây là mặt đằng sau này. Chúng ta có Hisuian. Cái gì đây? Over Queen. Ok. Không biết là có đúng tên không. Charizard Bayset các bạn ơi. Wow, quá đẹp luôn. Đây hình như là Bayset 2 thì phải. Đây nó có một cái đường kẻ bóng ở đây này. Nó không phải là First Edition. Nếu mà có First Edition thì sẽ có cái ký hiệu ở đây, số 1 ở đây. Wow, trai dài luôn. Ok, chúng ta có Hitchin. Arceus V-Star hay là Arceus V-Star cũng được. Mình là mình vẫn chưa có một lá V-Star real nào các bạn nhé. Chưa có một lá nào luôn. Một lá hiếm nữa ở đây. Tiếp tục chúng ta có Shaymin V. Ok, Flygon V. Chúng ta có Arceus V Alternate Art. Quá đẹp. Tiếp tục chúng ta có Dracovish V. Rất nhiều lá V luôn. Executor Whimsicott V. Kingler V. Ice Rider Canidrake V. Đây là một lá Trainer Gallery. Tiếp tục chúng ta có Shaymin V Star, Raichu V. Cái ký hiệu này là ký hiệu của cái set, hình như mình nhớ không nhầm nó là Brilliant Star thì phải. Shaymin V Four. Ok. Chúng ta có lá Charizard Payset thứ 2. Wow, cái này mà là bài thật thì mình nghĩ nó phải rơi vào tầm khoảng
mấy trăm đô nhỉ, không nhớ chính xác lắm, nhưng mà rất là đắt. Rồi chúng ta có Kingler VMAX, quá đẹp. Totera. Rồi chúng ta có Numinio V Alternate à. Wow. Tiếp tục này, Numinion V Ice Rider Canary VMAX, cũng là một cái lá Trainer Gallery. Và cuối cùng, cuối cùng cũng có một lá nấp lánh các bạn ạ, Kingler VMAX. Ok. Nhưng mà nó là bài pha ke, thế nên là cũng không có gọi là ngắm cho đẹp thôi. Như vậy là hộp đầu tiên chúng ta có 4 lá xịn sò, 2 lá chai ra bay xếp, 1 lá kia V Star và 1 lá kia V Alternate. Tiếp theo chúng ta đến với cái hộp này, cái hộp của em Raikou. Ok, hết rồi. Đã hiếm xuất hiện ở ngay đầu tiên luôn. Chúng ta có ra Magenta V. Chà chà. Tiếp tục là Totera Luminion V Alternate. Cái này thực ra là cũng là Alternate thì để đây nhá. Kanyukai VMAX, Zaru V, Honkrow V Fua, Hisuian DCDY V Star. Em cũ ở vùng Hisuian. Electivy, Propopat, Raikou V. Đẹp ha. Chúng ta có Chaiza V Alternate. Quá đẹp các bạn ạ. Mặc dù nó là lá bài pha ke thôi nhưng mà quá đẹp. Chaiza V Alternate đang trong trận chiến với Venusaur. Cái lá này thì là lá đỉnh nhất của Freenian rồi. Tiếp tục chúng ta có Hasorus Archon VMAX, Raichu V, Krapun V4, Arceus V, Honkrow V, Flygon Flygon, Arceus V, Flygon V. Chúng ta lại có thêm một lá trai ra nữa, trai ra V4. Quá nhiều thằng nằn trong cái clip này. Gimsicott V Star, Gimsicott V, and cuối cùng là Pikachu V4. Ok, như vậy là mở hai cái hộp thẻ Pokemon TCG phiên bản pha ke mua trong siêu thị thì chúng ta có rất nhiều những lá hiếm của Charizard. Đây có một lá đây, ôm sẽ đeo thì mình sẽ để ra ngoài ha. Rồi thì tổng kết lại ngày hôm nay chúng ta có một vài cái thu hoạch rất là xịn sò như sau. Đầu tiên là Charizard V4, Charizard V Alternate, Luminion V Alternate, double hit luôn, Arceus V Alternate, Arceus V Star, Charizard Basset, hai cái. Thì cái giá trị của những cái thẻ bài này thì nó là vô giá các bạn, thực sự luôn, nó là cực kỳ vô giá luôn, thì nó không thể đong đếm bằng tiền đâu. Thì cái này nó rất có giá trị về mặt tinh thần. Thì bạn nào mà không có nhiều điều kiện mua bài real thì có thể ra siêu thị ha, sắm cho mình ngay một cái bộ bài này về trưng. Đây, đợi mình một tí ha. Đây, ví dụ như thế này, chúng ta sẽ trưng em này đi, để mình cho vào trong slim xem nó có vừa không nhá. Vừa luôn. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ có thể bỏ vào trong top order như thế này. Đó. Các bạn thấy xịn xó. Sời ơi. Mỗi tội là nó không có vân. Nhìn cái là biết ngay là thẻ pha ke rồi. Rồi thì clip vui vậy thôi, chứ còn cái này thì mình cũng không có khuyến khích các bạn
sưu tập làm gì, vì đây là những cái đá bài pha ke thôi. Nó không có giá trị về mặt tiền và các bạn cũng không thể mang đi mua bán và trao đổi được. Đó. Cái này thì coi như là giá trị tinh thần. Bạn nào mà chưa có nhiều điều kiện, chưa có nhiều tiền thì có thể mua về trưng để vào góc học tập cũng được. Cái này thì không ai cấm các bạn làm điều đó hết. Thì mình cũng không biết là các bạn có thích mình tặng cái bộ này không. Đây, hai cái bộ này. Thì thôi cứ còn làm một cái mini game nhẹ nhẹ ha, nhẹ nhàng. Mình sẽ làm một cái mini game tặng các bạn hai cái bộ này. Bạn nào mà thích thì có thể tham gia, mà không thích thì thôi cũng được, mình cũng không bắt buộc. Thì bạn nào mà muốn tham gia thì cũng đơn giản thôi, hãy comment cho mình tên một em Pokemon mà các bạn thích nhất. Sau đó thì chọn một số từ 00 cho đến 99 ứng với sổ số kiến thiết miền Bắc hôm chủ nhật tuần này đi. Ok. Đó. Bạn nào mà trả lời đúng và nhanh nhất thì mình sẽ dành lại toàn bộ hai cái box này cho người đó ha. Ok, để nó ngay ngắn một tí. Đó. Vẫn bị lệch các bạn ạ. Rồi, thì cảm ơn các bạn một lần nữa đã theo dõi cái video này. Xin chúc các bạn may mắn. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Unfor Kids TV đạt 23k sub nhé. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.